Bộ Y tế đang xây dựng thông tư đưa COVID-19 trở thành một bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Đây là vấn đề thế giới cũng rất quan tâm. Khi mà COVID-19 xảy ra, kéo theo nhiều triệu chứng liên quan như sốt, ho và mệt mỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người lao động. Với việc bổ sung bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, thì bệnh COVID-19 sẽ được coi là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.